Malaysia, Siofik là mẫu tiền đạo có khả năng xoay sở tốt. Ngoài ra, Suare cũng là nhân tố mang đến sự đột biến ở hai cánh. Cánh phải là hướng tấn công chủ đạo của Malaysia. Từ những đường truyền ở bên phải, các bàn thắng đã đến với họ. Công Phượng và Văn Hậu hội quân muộn hơn so với các thành viên khác. Với Công Phượng, tiền đạo này đã trải qua đợt kiểm tra sức khỏe sau khi trở về vào ngày 7 tháng 10. Bản thân anh ta cũng khẳng định thể lực của mình đảm bảo cho trận gặp Malaysia. Tuy nhiên, vấn đề mà tôi lo ngại chính là việc Công Phượng không có được cảm giác thi đấu tốt. Tôi và ban huấn luyện thông qua buổi tập cuối cùng sẽ đưa ra quyết định trong việc sử dụng cậu ta. Tương tự với Đoàn Văn Hậu, sau khi trải qua một chuyến bay dài thì chúng tôi cũng sẽ phải có những bài kiểm tra trước khi bước vào trận đấu. So với AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã mạnh hơn, cải thiện nhiều về trình độ và gặt hái nhiều thành công từ sau giải đấu đó. Trận đấu tới sẽ khó khăn cho Malaysia bởi đội bóng của các bạn để chơi tại sân nhà. Thời điểm này, từng cầu thủ của chúng tôi đang tự tin trước trận đấu. Dẫu vậy, Malaysia vẫn cần cải thiện nhiều, đặc biệt trước đối thủ mạnh như Việt Nam. Giải Cúp Nội Malaysia có nhiều tuyển đạo ngoại và nhập tịch. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cầu thủ Malaysia chơi tốt. Tôi luôn lựa chọn cầu thủ có phong độ cao, đồng thời hỗ trợ và động viên cầu thủ để họ thể hiện tốt nhất.